Mình vừa xem được video của một bạn người Việt nói về việc là bị thất lạc hành lý khi check-in tại Thái Lan á, nhưng mà hãng bay lại không hỗ trợ. Thiệt nha, nếu như mà là mình á, mình cũng sẽ hoảng loạn y chang như vậy á mọi người. Tại vì mình không biết là phải liên hệ ai, mình phải làm gì để có lại được hành lý, mình phải tiếp tục chờ ở Thái Lan hay là đi về Việt Nam, và hành lý của mình nó có thực sự mất hay không, hay là nó lên chuyến bay nào đó, hay là ai lấy mất, kiểu kiểu giống như vậy á, sẽ dễ bị hoảng loạn. Có một cách này mọi người thử xem sao nha. Nếu như mà cái quầy của hãng không hỗ trợ mình á, thì các bạn hãy thử tìm tới cái quầy mà thông tin tại sân bay. Nó là một cái quầy chung chung chứ không phải là cái quầy của hãng nào hết. Thử tới đó và trình bày thử mình check in rồi, nhưng mà mình quyết định mình không bay nữa, nhưng mà hành lý của mình bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi, không biết là có còn ở Thái Lan hay không, nhưng mà cái quầy check in bây giờ nó đã đóng rồi, mình không có liên hệ được hãng, cho nên là có thể nhờ sân bay tra cứu cái thông tin đó giúp mình được hay không, thì biết đâu họ sẽ có cách để họ check thông tin cho mình. Trong quá trình nói chuyện với họ thì làm cái mặt lo lắng hoảng loạn một tí, nhưng mà vẫn lịch sự chứ đừng có mặt khó chịu với người ta quá.